sâm ngọc linh ạ. Cho nên cho các bác một lô sâm ngọc linh gọi là siêu già luôn. Siêu già luôn nhá. Cái lô này cho em là 1 ký 3. 1 ký 3 các bác nhá, 1 ký 3 này. Nó có cả to và nhỏ. Trong này lô này nó có tầm 6 bảy cụ là hàng nhỏ nhỏ vừa vừa thôi ạ. À. 6 bảy hàng nhỏ nhỏ nó vừa vừa nó như thế này. Còn toàn bộ cho em là những cụ to, bự. À, toàn bộ cái này cho các bác nhá. Đây, hàng to bự như thế này. Đây là 1 ký 3 cho em ạ, 1 ký 3. 1 ký 3, bác nào lấy thì 1 ký 3 này em bán cho các bác với giá là 1 triệu 2 một ký ạ. 1 triệu 2 một ký, hàng già lắm luôn ấy, 1 ký 3. Đó, bác nào cần gì đó em nhé. Số điện thoại em là 0706 210340. Sâm ngọc linh nữa. Rất là già luôn này. Toàn bộ đều là hàng tơ nè hết em ạ. Có một vài cục xích nhẹ nhẹ bác nhé, nhưng mà không ảnh hưởng gì hết.